Chào các bạn, Đạt sẽ giới thiệu một tính năng an toàn mới được trang bị trên Hyundai Santa Fe 2021 ở phiên bản cao cấp này. Đó là hệ thống đàn pha tự động thích ứng. Hệ thống đàn pha tự động thích ứng sẽ tự động chuyển đổi giữa các chế độ đèn chiếu xa và đèn chiếu gần. Mục đích là để giảm lóa mắt cho các phương tiện tham gia giao thông bởi ánh đàn pha của xe mình vào ban đêm. Hệ thống này giúp tài xế tập trung lái xe an toàn hơn. Để thao tác bật cái chế độ đèn pha tự động thích ứng này thì ta cần vào menu. Chúng ta di chuyển tới cái dấu setting này, user setting, và mục line chúng ta sẽ chọn line này. Ok, sau đó là xuống phần High Beam Assist, chúng ta tích chọn này, chúng ta tích chọn. Sau đó, sau khi chúng ta tích chọn xong thì chúng ta qua cái chỗ mà cái nút vặn của hệ thống đàn này là bên này, là bên tay trái nè, cái nút vặn này, chúng ta di chuyển tới vị trí auto đây, tới vị trí auto đây, cái auto nha. Và chúng ta đẩy cái cần lật cái cần điều khiển công tắc đèn đẩy về phía trước, về phía tắp lô á, chúng ta đẩy tới đó. Thì lúc này trên màn hình tắp lô nó sáng thì auto này, thì lúc này hệ thống mới được kích hoạt. Trên đây là cách chia sẻ của Đạt về cách sử dụng hệ thống đèn pha tự động thích ứng trên Hyundai Santa Fe 2021. Các bạn hãy nhấn nút đăng ký và nhấn chuông thông báo để nhận được nhiều video về hướng dẫn sử dụng các dòng xe khác của mình nhé.